Thưa quý vị, trong thông báo tranh cử, cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence công kích cựu Tổng thống Donald Trump và tuyên bố sẽ thách thức ông trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Theo New York Times, hầu hết các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa khi tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đều tránh đề cập đến sự kiện ở đồi Capitol và gần như không muốn nhắc đến việc này. Tuy nhiên, ông Pence lại chọn cách làm ngược lại, đồng thời cũng miêu tả sự đóng góp của ông vào việc chuyển giao quyền lực sau bầu cử diễn ra thuận lợi. Theo New York Times, hôm 7 tháng 6, khởi động chiến dịch tại bang bầu cử sớm Iowa, ông Mike Pence đã có chỉ trích mạnh mẽ nhất cho đến nay về vai trò của cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại đồi Capitol, khi nhà lãnh đạo này tìm cách lật ngược thất bại bầu cử. Ông nói rằng, ngày 6 tháng 1 là một ngày bi thảm đối với đất nước chúng ta. Người dân Mỹ xứng đáng được biết. Thời điểm đó, Tổng thống Trump đã yêu cầu tôi chọn giữa ông ấy và hiến pháp. Giờ đây, các cử tri sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn tương tự. Tôi đã chọn hiến pháp và sẽ luôn như vậy. Tôi tin rằng bất cứ ai đặt mình lên trên hiến pháp sẽ không bao giờ trở thành Tổng thống Mỹ, và bất kỳ ai yêu cầu người khác vượt qua hiến pháp cũng không phù hợp để trở thành người lãnh đạo nước Mỹ. Theo tờ New York Times, hầu hết các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa khi tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ 2024 đều tránh đề cập đến sự kiện ở đồi Capitol và gần như không muốn nhắc đến việc này. Tuy nhiên, ông Pence lại chọn cách làm ngược lại, đồng thời cũng miêu tả sự đóng góp của ông vào việc chuyển giao quyền lực sau bầu cử diễn ra thuận lợi. Giới quan sát đánh giá, đây là một đòn tấn công bất thường của vị cựu phó tổng thống dưới thời ông Trump. Trước đó, ông Pence, 64 tuổi, đã nộp hồ sơ tranh cử tổng thống lên Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ, gia nhập cuộc đua vào Nhà Trắng tại thời điểm có hơn 10 ứng viên Đảng Cộng Hòa. Cuộc tranh cử tổng thống của ông Mike Pence đặt ông vào một vị trí đặc biệt khi ông trở thành phó tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ hiện đại thách thức ông chủ cũ của mình, người hiện đang là ứng cử viên hàng đầu cho đề cử của Đảng Cộng Hòa trên đường đua vào Nhà Trắng năm 2024. Ông Pence đã xây dựng hình ảnh một phó tổng thống trung thành vô điều kiện, người đã gắn bó với Trump trong suốt 4 năm ở Nhà Trắng. Song ông đã từ chối lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 và chủ trì phiên họp chứng nhận của Quốc hội về chiến thắng của ứng cử viên Joe Biden vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên, cuộc đua này được cho là khá thách thức với ông Pence. Theo các khảo sát gần đây, tỷ lệ ủng hộ ông Pence chỉ đạt 5%, thấp hơn 44 điểm phần trăm so với của ông Trump. Nhiều người dự đoán, ở Đảng Cộng Hòa, bầu cử Tổng thống 2024 nhiều khả năng sẽ là cuộc đua song mã giữa ông Trump và Thống đốc Florida Ron DeSantis. Chiến dịch tranh cử của ông Pence sẽ tập trung vào Iowa. Ông Pence hy vọng sự thể hiện mạnh mẽ ở bang này sẽ tạo động lực cho ông và thúc đẩy ông tham gia tranh cử. Trong chiến dịch tranh cử, ông Donald Trump muốn đưa thông điệp khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại. Còn với ông Mike Pence, năm nay cũng đưa ra thông điệp tương tự như khẳng định những ngày tươi đẹp nhất của quốc gia vĩ đại nhất trái đất vẫn còn ở phía trước. Ông Pence đã ra tuyên bố tranh cử từ hôm 5 tháng 6. Ông sẽ tập trung vào bang Iowa. Đây là tiểu bang đầu tiên bỏ phiếu chọn ứng viên đại diện cho Đảng Cộng Hòa vào năm sau. Theo Reuters, một thành công tại Iowa có thể là bàn đạp cho ông Pence trong cuộc đua này. Trong đoạn băng tuyên bố tranh cử, ông Pence khẳng định luôn tự hào về tiến bộ mà chúng ta đạt được vì một nước Mỹ hùng mạnh và thịnh vượng hơn. Đồng thời, ông Pence cũng đề cập tới những khó khăn kinh tế người Mỹ phải đối mặt hiện nay. Ông nói, nhưng ngày nay, đất nước của chúng ta đang gặp nhiều khó khăn. Tổng thống Joe Biden và phe cực tả đã khiến nước Mỹ yếu đuối trong và ngoài nước. Ông Pence đã tranh cử đúng dịp sinh nhật lần thứ 64 và trở thành vị phó tổng thống đầu tiên trong lịch sử ra cạnh tranh trực tiếp với người từng là tổng thống mình làm việc cùng. Không ngạc nhiên khi thông điệp của ông Pence na ná ông Trump. Kết thúc đoạn băng tranh cử, ông Pence khẳng định sẽ đưa nước Mỹ trở lại. Năm 2016, cặp Trump, Pence đã tranh cử với khẩu hiệu nổi tiếng Make America Great Again, tức là đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Năm nay, ông Pence lại nói, cùng nhau, chúng ta có thể đưa quốc gia này trở lại và những ngày tươi đẹp nhất của quốc gia vĩ đại nhất trái đất vẫn còn ở phía trước. Mối quan hệ giữa ông Pence và ông Trump được cho là đã xấu đi sau khi ông Pence có những phát biểu bị hiểu là tấn công ông Trump sau vụ bê bối tại Tòa nhà Quốc hội Mỹ năm 2021. Hiện nay, ông Pence bị đánh giá khó có thể thành công bên Đảng Cộng Hòa. Cuộc đua của đảng này rất đông đúc với hơn 10 ứng viên tính tới nay. Một nhân vật nữa cũng xuất hiện trên đường đua vào vị trí chủ nhân của Nhà Trắng. Đó chính là cựu thống đốc bang New Jersey, ông Chris
Tì, 61 tuổi, đã nộp hồ sơ đăng ký cho chiến dịch tranh cử của mình lên cơ quan liên bang. Qua đó, chính thức tham gia cuộc đua giành đề cử của Đảng Cộng Hòa cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Theo trang web tin tức Axios của Mỹ, đây là lần thứ hai ông Christie tham gia tranh cử sau nỗ lực đầu tiên không thành công vào năm 2016. Một cố vấn của ông Christie cho biết, vị cựu thống đốc này đã dự kiến tiến hành chiến dịch tranh cử phi truyền thống, tập trung cao vào truyền thông, tin tức và đối đầu trực tiếp với cựu Tổng thống Donald Trump. Bản thân ông Christie tự tin vào khả năng của mình khi đối đầu với cựu Tổng thống Trump trong cuộc đua lần này. Dự kiến, ông Christie sẽ bắt đầu chiến dịch tranh cử tại một buổi meeting tổ chức vào tối ngày 6 tháng 6 ở bang New Hampshire. Tỷ phú Steve Cohen đang hỗ trợ tài chính cho chiến dịch của ông Christie. Tỷ phú Cohen chính là người đã chi hàng triệu đô la Mỹ tài trợ cho chiến dịch tranh cử của ông Christie vào năm 2016. Năm 2016, sau khi không giành được đề cử của Đảng Cộng Hòa, ông Christie quay sang ủng hộ ông Trump và sau đó trở thành một trong những người đứng đầu nhóm chuyển giao quyền lực của cựu Tổng thống. Năm 2017, cựu Tổng thống Trump đã bổ nhiệm ông Christie đứng đầu một ủy ban tư vấn về tình trạng lạm dụng thuốc giảm đau opioid. Các thành viên đảng và chiến lược gia cho biết, việc ngày càng có nhiều ứng viên cho đề cử Tổng thống của Đảng Cộng Hòa có thể giúp ông Donald Trump sẽ dễ giành được đề cử của Đảng Cộng Hòa cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 hơn. Bởi những ứng cử viên đó có thể tạo ra rào cản cho đối thủ chính của ông là Thống đốc Florida Ron DeSantis. Hãng tin Reuters cho hay, các đảng viên Cộng Hòa lo ngại ông Trump là một nhân vật quá phân cực để đánh bại Tổng thống Joe Biden của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và lo rằng nếu có quá nhiều ứng cử viên nhảy vào cuộc tranh cử của Đảng, họ sẽ chia rẽ số phiếu chống ông Trump. Điều đó sẽ giúp cựu Tổng thống giành được đề cử, giống như ông đã làm trong bối cảnh tương tự vào năm 2016. Các nhà phân tích chính trị ước tính, ông Trump có thể tin tưởng vào những người ủng hộ cốt lõi, những người chiếm ít nhất 1/3 cử tri Đảng Cộng Hòa để giúp ông giành được đề cử của đảng mình. Ông DeSantis đã tích cực vận động những cử tri đó, nhưng dự kiến có ít người bỏ ông Trump để ủng hộ thống đốc Florida. Theo giới phân tích, nếu ông DeSantis muốn trở thành ứng viên của Đảng Cộng Hòa, thì ông phải giành được một phần đáng kể trong số khoảng 70% cử tri khác. Ông DeSantis phải cạnh tranh với một loạt các đối thủ của Đảng Cộng Hòa để giành những phiếu bầu đó. Chắc chắn nhiều người có tầm ảnh hưởng lâu dài hầu như không tham gia các cuộc thăm dò dư luận, nhưng họ vẫn có thể cản trở nỗ lực của ông DeSantis trong việc xây dựng liên minh cần thiết để chống lại ông Trump. Larry Hogan, cựu thống đốc Maryland nổi tiếng của Đảng Cộng Hòa và là người chỉ trích gay gắt ông Trump cho biết rằng, tôi sợ rằng chúng ta dường như đang mắc phải những sai lầm giống như năm 2016. Ông Hogan cũng đã cân nhắc nghiêm túc việc đối đầu với ông Trump, nhưng đầu năm nay đã quyết định không tham gia cuộc đua vì sợ rằng một lượng lớn các ứng cử viên sẽ chỉ giúp cựu Tổng thống lặp lại chiến thắng năm 2016 khi ông vượt qua 17 ứng cử viên chính. Ông Hogan cho biết, tốt hơn là chúng ta chỉ nên có một hoặc hai ứng viên mạnh, hơn là cả chục người không gây được sự chú ý và chỉ nhận được tỷ lệ ủng hộ ở mức một con số. Người duy nhất được hưởng lợi từ điều đó vào thời điểm này dường như là ông Donald Trump. Thống đốc New Hampshire Chris Sununu, một người ôn hòa khác đã từng cân nhắc việc tranh cử vào Nhà Trắng, cho biết ông quyết định không tham gia cuộc đua. Ông Chris nói với CNN rằng ông muốn trở thành một tiếng nói thẳng thắn hơn, cởi mở hơn. Về cơ bản, hiện tại trong Đảng Cộng Hòa là cuộc đua giữa hai người. Ông Trump dẫn đầu trong số các ứng viên tiềm năng của Đảng Cộng Hòa với 49% ủng hộ, tiếp theo là ông DeSantis với 19%. Có khoảng cách lớn giữa những người dẫn đầu và phần còn lại, ông Pence chỉ được 5% ủng hộ, trong khi cựu thống đốc Nam Carolina Nikki Haley được 4%, theo cuộc thăm dò dư luận mới nhất của Reuters, Ipsos, và được tiến hành vào tháng 5. Cựu thống đốc New Jersey Chris Christie và thượng nghị sĩ Tim Scott của Nam Carolina đều được 1%, trong khi cựu thống đốc Arkansas Asa Hutchinson không có ai ủng hộ. Một người quan sát tình cờ có thể hỏi, tại sao các ứng cử viên có tỷ lệ ủng hộ thấp như vậy lại nhảy vào một cuộc đua đã có người dẫn trước rõ ràng từ rất sớm? Oscar Brock, thành viên Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa từ Tennessee cho biết, hầu hết các ứng viên tham gia vì họ thực sự nghĩ có cơ hội giành được đề cử. Theo ông John Fihery, chiến lược gia của Đảng Cộng Hòa, một số người biết họ không thể thắng, nhưng họ có thể đang hướng đến một vị trí trong nội các, hoặc hy vọng giành được tấm vé ứng viên phó tổng thống, hoặc chỉ đơn giản là tìm kiếm 15 phút nổi tiếng. Ông Fihery lưu ý, những ứng viên như vậy cũng đã giành chiến thắng trong các cuộc đề cử trong quá khứ, bao gồm cả ông Jimmy Carter của Đảng Dân Chủ vào năm 1976 và ông Trump,
người chỉ nhận được 4% ủng hộ khi tuyên bố ra ứng cử vào tháng 6 năm 2015. Theo ông Fiore, nhiều người có thể đã quyết định tham gia cuộc đua năm 2024 vì nhận thấy những điểm yếu của hai ứng viên dẫn đầu. Ông Trump có thể phải đối mặt với các cáo trạng, trong khi ông DeSantis đang cố gắng lấy lại vị thế của mình sau khi thua trong các cuộc thăm dò dư luận.